Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Như chúng ta đã biết, Việt Nam có tên gọi chính thức là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Là một quốc gia nằm nửa rìa phía đông của bán đảo Đông Dương, vị trí gần như trung tâm của khu vực Đông Nam Á. Và có chung biên giới đất liền với Trung Quốc ở phía bắc, Lào và Campuchia ở phía tây. Trong đó, đường biên giới giáp với Lào là đường biên giới trên đất liền dài nhất của nước ta, dài gần 2.120 km. Diện tích nước ta vào khoảng 331.212 km2, với hình dáng trên bản đồ có dạng hình chữ X, và khoảng cách từ Bắc đến Nam, theo đường chim bay, là 1.650 km. Trong đó, vị trí hẹp nhất theo chiều Đông sang Tây, nằm ở Đồng Hới tỉnh Quảng Bình, có bề ngang chưa đầy 50 km. Các điểm cực trên đất liền của nước ta lần lượt là điểm cực Bắc nằm ở xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, điểm cực Nam nằm ở xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, điểm cực Tây nằm ở A Pa Chải, xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Và cuối cùng là điểm cực Đông, nằm ở Mũi Đôi thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Phần biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam, rộng trên 1 triệu km2. Trong đó, đường bờ biển của nước ta chạy từ Quảng Ninh đến Kiên Giang, dài 3.260 km. Hiện nay, vùng biển của Việt Nam đang có trên 4.000 hòn đảo lớn nhỏ. Trong đó, Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo xa bờ lớn nhất của nước ta. Quần đảo Hoàng Sa gồm hơn 30 đảo, trong vùng biển rộng 15.000 km2, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 350 km. Và quần đảo Trường Sa gồm hơn 100 đảo nhỏ, bãi ngầm, bãi san hô, trong vùng biển rộng 180.000 km2, cách tỉnh Khánh Hòa khoảng 600 km. Và cuối cùng là đảo Phú Quốc, là hòn đảo lớn nhất của nước ta, với diện tích khoảng 574 km2, nằm ở vịnh Thái Lan, cách đất liền tỉnh Kiên Giang khoảng 45 km. Về địa hình, thì phần lớn địa hình nước ta là đồi núi, chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ, chủ yếu là đồi núi thấp. Núi cao trên 2.000m chỉ chiếm 1% diện tích cả nước. Với hệ thống núi trải dài khoảng 1.400 km, từ vùng biên giới phía Tây Bắc đến khu vực Đông Nam Bộ. Trong đó, dãy Trường Sơn là dãy núi dài nhất Việt Nam, với chiều dài khoảng 1.100 km. Chạy song song với đường bờ biển của các tỉnh miền Trung nước ta, cũng là dãy núi phân chia biên giới tự nhiên của Việt Nam và Lào. Khu vực có những dãy núi hùng vĩ nhất đất nước, đều nằm ở khu vực Tây Bắc, tại đây có những dãy núi cao chót vót và nhiều thung lũng sâu, chạy theo hướng Tây Bắc Đông Nam. Với một số đỉnh núi cao, từ 2.800 đến 3.000m, trong đó, dãy Hoàng Liên Sơn sở hữu đỉnh Phan Xi Băng cao 3.147,3 m. Đây là đỉnh cao nhất Việt Nam, cũng là nóc nhà của Đông Dương. Ở phía Đông Bắc, chủ yếu là đồi núi thấp, có độ cao trung bình khoảng 600 m so với mực nước biển, tại đây có các dãy núi hình vòng cung như cánh cung sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn và Đông Triều, các dãy này đều chụm lại với nhau tại Tam Đảo. Đồng bằng tại Việt Nam chỉ chiếm 1/4 lãnh thổ, phân ra làm 3 vùng đồng bằng chính là đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng Duyên Hải miền Trung. Trong đó đồng bằng sông Cửu Long lớn nhất, đóng vai trò là vựa lúa của cả nước. Về khí hậu thì Việt Nam nằm trong vành đai nội trí tuyến, quanh năm có nhiệt độ cao và độ ẩm lớn, nhưng chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ của gió mùa Đông Bắc. Nên nhiệt độ trung bình hàng năm của Việt Nam thấp hơn nhiệt độ trung bình của nhiều nước châu Á khác có cùng vĩ độ, thường dao động trong khoảng từ 21 đến 27 độ C. Và lượng mưa trung bình hàng năm của nước ta khá lớn, dao động từ 1.500 đến 2.000mm mỗi năm. Tuy nhiên, khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm không thống nhất trên toàn lãnh thổ Việt Nam, mà nó hình thành nên các miền và các vùng khí hậu khác nhau rõ rệt. Việt Nam có thể chia ra làm hai đới khí hậu lớn, miền Bắc từ đèo Hải Vân trở ra và miền Nam từ đèo Hải Vân trở vào. Trong đó, khí hậu miền Bắc là khí hậu nhiệt đới gió mùa với 4 mùa rõ rệt, xuân, hạ, thu, đông. Vào mùa hạ, gió mùa Đông Nam đem theo khối khí nóng và có độ ẩm cao từ biển Đông thổi vào, gây mưa cho khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Và một khối khí nóng ẩm khác từ Bắc Ấn Độ Dương thổi vào phía Tây nước ta, gặp địa hình dãy Trường Sơn gây mưa lớn bên phía Lào. Thế nhưng, khi khối khí này vượt qua dãy Trường Sơn đến nước ta, lại bị mất ẩm và trở nên khô nóng, làm tăng nhiệt độ ở các tỉnh Bắc Trung Bộ của Việt Nam. Vào mùa đông thì miền Bắc đón những khối khí lạnh khô từ lục địa châu Á thổi xuống, làm cho nhiệt độ miền Bắc giảm, thường xảy ra các hiện tượng rét đậm, rét hại. Thế nhưng, khi gió mùa Đông Bắc xuống sâu về phía Nam, mang theo hơi ẩm từ biển vào, gặp địa hình chắn gió của dãy Trường Sơn, lại gây mưa lớn cho các tỉnh Bắc Trung Bộ. Khí hậu miền Nam, từ đèo Hải Vân trở vào, do địa hình có dãy Trường Sơn và dãy Bạch Mã, đóng vai trò là một bức tường ngăn khối khí lạnh từ phía Bắc tràn vào. Cho nên khí hậu miền Nam nóng quanh năm, với mùa khô bắt đầu từ tháng 11 kéo dài đến tháng 4 năm sau. Mùa mưa của miền Nam bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, do sự tác động mạnh mẽ của gió mùa Tây Nam thổi từ Ấn Độ Dương và vịnh Bengal qua, mang theo rất nhiều hơi nước, gây mưa cho khu vực miền Nam nước ta. Với lượng mưa không đồng đều,
thường sẽ tăng theo dọc trục Tây Nam Đông Bắc và mưa ít về khu vực phía Nam Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận. Về sông ngòi, Việt Nam có mạng lưới sông ngòi dày đặc, chảy theo hai hướng chính là Tây Bắc, Đông Nam và vòng cung, với khoảng 2.360 con sông dài trên 10 km. Dọc trên đường bờ biển nước ta, trung bình cứ 20 km lại có một con sông đổ ra cửa biển. Do đó, hệ thống giao thông đường thủy khá thuận lợi. Hai hệ thống sông lớn nhất và quan trọng nhất của nước ta đó là sông Hồng và sông Mekong, tạo nên hai vùng đồng bằng châu thổ rộng lớn và phì nhiêu, đảm nhận vai trò là hai vựa lúa lớn của cả nước. Hệ thống các sông suối của Việt Nam mỗi năm được bổ sung tới 310 tỷ mét khối nước. Chế độ nước của sông ngòi được chia thành hai mùa, đó là mùa lũ và mùa cạn. Trong đó, mùa lũ chiếm đến 70-80% lượng nước của cả năm. Về địa giới hành chính, thì lãnh thổ Việt Nam được chia ra làm 63 tỉnh thành, với 7 vùng bao gồm Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Với 5 thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó Hà Nội là thủ đô của nước ta, nắm giữ vai trò là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, là nơi đặt trụ sở của các cơ quan trung ương của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, hành chính quốc gia, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, và là nơi diễn ra các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng nhất của đất nước. Với diện tích là 3.359 km2, hiện thành phố này có khoảng hơn 8 triệu dân. Năm 2020, Hà Nội là đơn vị hành chính xếp thứ hai về tổng sản phẩm GDP trên địa bàn, ước đạt 1.016.000 tỷ đồng. Tiếp theo là thành phố Hồ Chí Minh, đây là thành phố lớn nhất của cả nước về quy mô dân số và phát triển kinh tế. Thành phố là nơi sinh sống của hơn 9 triệu người, với diện tích rộng 2.061 km2. Tuy nhiên, nếu tính những người cư trú không đăng ký hộ khẩu, thì dân số thực tế của thành phố này lên đến gần 14 triệu người. Nắm giữ vị trí là đầu tàu kinh tế của cả nước, khi thành phố Hồ Chí Minh luôn dẫn đầu về tổng sản phẩm GDP trên địa bàn. Trong năm 2020, tổng sản phẩm của thành phố này ước đạt 1.372.000 tỷ đồng, cao nhất cả nước. Về dân số và tôn giáo, tính đến thời điểm hiện tại, dân số Việt Nam vào khoảng 98,46 triệu người và là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới. Trong đó, nam giới chiếm tỷ lệ 49,8%, còn nữ giới là khoảng 50,2%. Với tuổi thọ trung bình của người Việt thường rơi vào khoảng 73 tuổi. Hiện nay, nước ta có 54 dân tộc cùng sinh sống, chiếm tỷ lệ đông nhất là người Kinh, chiếm đến 85,4% dân số của cả nước. 14,6% còn lại là các nhóm dân tộc thiểu số khác như người Tày, người Thái, Mường, Khmer, Hơ Mông, vân vân. Về tôn giáo, thì Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo, tín ngưỡng, nhưng tôn giáo ở Việt Nam chỉ chiếm một phần nhỏ dân số, với tỷ lệ người không theo tôn giáo nào chiếm đến 86,3%. Trong đó, các tôn giáo lớn của nước ta đó là Công giáo chiếm 6,1%, Phật giáo chiếm 4,8%, Tin lành chiếm 1%, Hòa hảo chiếm 1%, và 0,8% dân số theo các tôn giáo khác. Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá các địa điểm du lịch nổi tiếng tại nước ta, thông qua video mà mình tổng hợp ngay sau đây nhé.